Sác cho em hỏi về kinh nghiệm của Sác về cách dùng người. Thì quan điểm về đấy nãy anh nói là anh có kinh nghiệm về tổ chức, mà tổ chức thì dùng người cũng là một khâu trong Nguyên tắc ấy chức. là quan trọng nhất là khâu tuyển. Cho nên anh tuyển xong rồi anh mới nghĩ đến dùng. Tuyển, dùng. Thế trong quá trình nó lòi ra thằng Tài thì mới giữ nó lại. Tuyển, dùng, giữ. Và lại lòi ra thằng ngu, đuổi. Tôi giả thiết là tuyển đúng. Thì bây giờ dùng, nó có hai nguyên tắc. Dùng phải phù hợp. Rất ít người hiểu chữ phù hợp. Phù hợp được hiểu thế này này, là phù hợp với văn hóa của cái bộ phận tao nhét mày vào. Thứ hai là phù hợp với công việc nó. Hiểu đấy. Mà công việc trong một công ty thì nó có bốn loại công việc thôi. Đạo đức tốt mà dốt, dùng và ô xin là những công việc lao động phổ thông, gọi nôm na là ô xin đi. Đạo đức tốt mà giỏi làm sếp, đã sếp thì phải ô hai, mà ô hai thì mới được làm sếp. Câu hai là gì? Ô hai là đạo đức mà giỏi, ô một là đạo đức mà ngu, ô số ba là mất dạy mà giỏi. Thì cái ô đó là cái ô làm thợ, còn cái ô là mất dạy mà lại còn ngu. Thì cái ô đó không bao giờ người ta tuyển, nhưng không có là chết. Thì cái ô đó là ô làm thuê, gọi là lao động thời vụ. Nguyên tắc một là gì? Bố trí phù hợp rồi xong. Nguyên tắc hai là bắt đầu nó vận hành. Thì bên này là anh phải có hệ thống quy chế về củ cà rốt. Bên này là quy chế về cây gậy. Mẹ, hai cái bộ quy chế này hay lắm. Nó dạy song song. Cứ làm đi con, phù hợp chưa? Rồi. Thế là nó phấn khởi, nó làm mà cậu đuối xuống, chế tài cây gậy, mà cậu mà ngoan, chế tài củ cà rốt, 4 năm không vi phạm thưởng cái nhà chung cư, 3 năm mà không vi phạm thì mẹ bảo hiểm mua cả lò nhà mày, 1 năm mà xuất sắc là đi châu Á, 2 năm xuất sắc cho cả lò mày đi châu Âu, mẹ miễn phí luôn. Nếu mày vi phạm tất cả về mò, đồng thời ra tòa lao động phạt hợp đồng vì can tội bị đuổi trước hạn. Chơi không? Đấy, thì bạn bạn trẻ này được câu trả lời đích đáng ạ. Dùng người là gì? Dùng người phù hợp. Và thứ hai, đạo cụ phù hợp. Đạo cụ ở đây là cây gậy và củ cà rốt. Cứ thế chạy. Anh em làm pha pha. Dụng nhân như dụng mộc. Người thì có người linh hoạt, có người chậm chạp. Người mà nhanh nhẹn thì cũng có cái lợi của nhanh nhẹn. Người mà chậm chạp thì cũng có cái cẩn thận của người chậm chạp. Nên là cái dùng người là phải tùy theo thời điểm, theo vị trí, theo công việc và theo sự hòa hợp. Vấn đề người làm sếp ấy thì phải hiểu được lòng người. Ai làm chủ lòng người thì người ấy làm sếp tốt. Khi mà dùng người ấy, thì phải tùy theo giai đoạn mà dùng người, tùy theo việc mà dùng người, ứng với việc gì, ứng với giai đoạn nào của doanh nghiệp thì cần người nào. Khi 4 tuổi thì ta đi giày của người 4 tuổi, khi 40 tuổi thì đi giày của người 40 tuổi. Cho nên là dùng người là phải tùy theo quy mô của doanh nghiệp, tùy theo cái khả năng của ông chủ doanh nghiệp, là linh hoạt dùng người, tùy theo từng vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa mà sử dụng người, và tùy theo cái quy mô doanh nghiệp, và tùy theo thời điểm phát triển của doanh nghiệp để mà chọn.